Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Số người thiệt mạng vì lũ quét tàn khốc ở miền đông Tây Ban Nha đã tăng lên 158, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa liên quan đến cơn bão chết chóc hàng đầu châu Âu trong thời gian qua. Ở vùng Valencia, lượng mưa tương đương một năm chút xối xả xuống các khu vực chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ bằng cả năm cộng lại, đã gây ra lũ quét nghiêm trọng. Đây được xem là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, và các nhà khí tượng học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn. Đội cứu hộ đã phát hiện ra thi thể của 8 người, bao gồm một cảnh sát địa phương, bị mắc kẹt trong một gara ở ngoại ô thành phố Valencia. Thị trưởng Maria Jose Catala nói với các phóng viên. Tại cùng khu phố La Torre, bà cho biết thi thể của một phụ nữ 45 tuổi cũng được tìm thấy trong nhà riêng. Các chính trị gia đối lập cáo buộc chính quyền hành động chưa đủ nhanh trong việc cảnh báo người dân và huy động đội cứu hộ. Chuyên gia cảnh báo trận mưa lũ kinh hoàng ở vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha vừa qua chính là bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng, khó lường. Trận lũ quét này là do hiện tượng thời tiết Dana, từ viết tắt tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là áp thấp cô lập ở độ cao lớn. Đây là một kiểu thời tiết xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, khi không khí lạnh và ấm gặp nhau tạo ra những đám mây mưa lớn. Khác với những cơn bão hoặc cuồng phong thông thường, hiện tượng Dana có thể hình thành mà không cần sự ảnh hưởng của các dòng khí cực hoặc cận nhiệt đới. Khi không khí lạnh di chuyển qua vùng biển Địa Trung Hải ấm áp, nó khiến không khí nóng hơn bốc lên nhanh chóng và tạo thành những đám mây dày đặc chứa đầy nước, có thể ở trên cùng một khu vực trong nhiều giờ, làm tăng khả năng tan vỡ các đám mây. Các nhà khí tượng học cho biết, hiện tượng này thỉnh thoảng gây ra những trận mưa đá lớn và lốc xoáy như đã thấy trong tuần này. Miền Đông và miền Nam Tây Ban Nha đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này do vị trí của nó nằm ở giữa Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải. Các khối không khí ấm, ẩm và khối không khí lạnh gặp nhau ở một khu vực mà các ngọn núi tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của các đám mây bão và lượng mưa lớn. Mặc dù các chuyên gia cho rằng sẽ cần thời gian để phân tích tất cả các dữ liệu để xác định xem Dana lần này có phải là do biến đổi khí hậu gây ra hay không, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng nhiệt độ tăng ở Địa Trung Hải và điều kiện khí quyển ấm hơn, ẩm hơn góp phần tạo ra các hình thái thời tiết cực đoan thường xuyên hơn. Theo hãng tin Reuters, bà Hannah Clark, giáo sư thủy văn tại trường đại học Reading cho rằng người dân sẽ còn chứng kiến nhiều trận lũ quét hơn nữa trong tương lai. Bà nhận định, dù cho có những cảnh báo sớm về mưa lớn dựa trên các dự báo đáng tin cậy cũng không giúp ngăn nhiều người thiệt mạng, và người dân cần hiểu được mối nguy hiểm thực sự. Các nhà khí tượng học cho biết lượng mưa trong một năm đã chút xuống một số khu vực tại tỉnh Valencia, Tây Ban Nha trong vòng 8 giờ, gây mưa lũ lớn. Cảnh tượng như tận thế, nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, nhiều người bị mắc kẹt, xe cộ bị cuốn trôi chất chồng lên nhau thành từng đống, cầu bê tông bị xô đổ trong dòng nước. Đây là đợt lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha từ năm 1973, khi ít nhất 150 người được ước tính thiệt mạng tại các tỉnh đông nam của Tây Ban Nha tính đến hết ngày 31 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng ông Margarita Robles cho biết quân đội bắt đầu tìm kiếm nạn nhân và người sống sót tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong ngày 31 tháng 10. Lũ lụt buộc nhiều chuyến tàu trên các thành phố Madrid và Barcelona bị hủy. Các trường học cùng dịch vụ thiết yếu khác đã bị đình chỉ ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Công ty điện lực IDE cho biết khoảng 150.000 khách hàng tại Valencia bị mất điện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên X rằng châu Âu đã sẵn sàng giúp đỡ Tây Ban Nha. Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Tây Ban Nha thật tàn khốc. Người dân cho biết, trước khi thảm họa xảy ra, lúc trời mới đổ mưa, ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã cầu mưa rất lâu sau thời kỳ khô hạn. Nhưng tới 12 giờ, cơn bão bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng, ai cũng lo sợ. Nước dâng cao mang theo bùn lầy, đất đá chảy mạnh tới nỗi làm vỡ mặt đường. Remedios nói, đường hầm dẫn vào thị trấn ngập bùn đất, cây cối đổ rạp, xe cộ và thùng rác bị cuốn trôi xuống phố. Hiên nhà ngoài trời của tôi bị phá hủy, ghế và mái che bị cuốn trôi, đúng là thảm họa. Một người khác cho biết họ chưa từng chứng kiến điều gì kinh khủng thế này trong suốt cuộc đời. Thị trưởng Urtien Ricardo Gabadon chiều 30 tháng 10 cho hay một số người trong thị trấn thiệt mạng nhưng chưa thể thống kê con số chính xác. Chúng tôi như chuột trong bẫy, ông nói. 29 tháng 10 là ngày tồi tệ nhất trong đời. Xe cộ và thùng rác trôi dạt trên phố, nước dâng cao tới 3 mét. Những ai di rời được lên vùng đất cao hơn đều có thể sống sót. Song một số người già thậm chí không thể mở cửa trước và họ không tìm được lối thoát trong chính căn nhà của mình. Cư dân La Torre ở ngoại ô thành phố Valencia cũng chứng kiến cảnh tương tự vào sáng 30 tháng 10. Khu phố đã tan hoang, tất cả xe ô tô đè lên nhau,
mọi thứ đều đổ nát hoàn toàn và phải vứt bỏ, không sử dụng được nữa. Bùn sâu gần 30 cm. Trong khi đó, một ủy viên hội đồng thị trấn Ribarroja cho biết có những công nhân bị mắc kẹt trong một khu công nghiệp nhưng không thể giải cứu được họ vì nước sông đã tràn vào bờ. Hãng tin BBC dẫn lời Serrano Pezer, 21 tuổi đến từ Parota gần Valencia nói, khi nước bắt đầu dâng lên, nó ập tới như một cơn sóng thần vậy. Khi lũ quét xảy ra, Pezer đang lái xe trên đường cao tốc cùng bố mẹ. Nước tràn vào xe và họ phải tìm cách trèo lên cầu, bỏ lại xe trước cơn thịnh nộ của nước lũ. Mặc dù mưa lớn đã tấn công Valencia trong nhiều giờ, nhưng nhiều người đã không kịp trở tay trước sức mạnh của lũ lụt. Hơn 1.000 quân nhân đã được triển khai tới Valencia để đối mặt với những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles mô tả là hiện tượng chưa từng có. Các chuyên gia thời tiết cho biết, mưa lớn tương đương một năm đã đổ xuống trong 8 giờ ở một số khu vực của Valencia. Những trận mưa như chút nước đã tạo ra dòng nước lũ tràn qua các thành phố, thị trấn và làng mạc, khiến hàng loạt người dân bị mắc kẹt trong nhà, cây cối ngã đổ và nhiều tuyến đường bị gián đoạn hoạt động. Một người dân cho biết đã bị kẹt trong quán của mình cùng một số khách hàng, tận mắt chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong 30 năm qua. Cô chia sẻ, trận lụt khiến nước sông Mago dâng cao kỷ lục, một số cư dân bị mắc kẹt trong nhà, ô tô và thùng rác tràn ra đường theo dòng nước lũ đục ngầu. Hàng chục video được chia sẻ trên mạng xã hội trong đêm cho thấy nhiều người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ. Người dân phải trèo lên nóc xe ô tô khi dòng nước lũ dữ dội tràn qua các con phố. Một số người phải leo lên cây để tránh bị cuốn trôi. Đây là trận lũ quét làm thiệt mạng nhiều người nhất trong 3 thập kỷ qua ở Tây Ban Nha. Theo truyền thông nước này, hàng chục người đã phải ngủ qua đêm trên nóc xe tải hoặc trên mái của các trạm xăng. Mưa đã gây mất điện ảnh hưởng đến khoảng 140.000 người. Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles chia sẻ trên đài phát thanh Cadenasa rằng một đơn vị quân đội chuyên về các hoạt động cứu hộ sẽ bắt đầu dùng chó nghiệp vụ ra soát bùn đất và mảnh vỡ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi được hỏi số liệu nạn nhân của thảm họa thiên nhiên này có khả năng tăng lên không, bà cho biết, thật không may, tình hình không mấy lạc quan. Bà cho biết, các đội cứu hộ đã mang theo 50 nhà xác di động. Video hiện trường từ trực thăng do các lực lượng cứu hộ ghi lại cho thấy những cây cầu đã bị sập và ô tô xe tải chất đống trên các xa lộ giữa những cánh đồng ngập lụt bên ngoài thành phố Valencia. Mưa rất lớn khiến nước dâng lên nhanh và bất ngờ, làm cho nhiều người dân ở Valencia không kịp trở tay. Một người dân nói, tôi không biết nước từ đâu đến hoặc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ sau 10 phút, nước đã ngập nửa bánh xe ô tô. Một người bảo chúng tôi quay đầu xe nhưng cũng không có lối đi nào cả. Ông Ricardo Gabadon, thị trưởng UTN, một thị trấn ở Valencia nói rằng, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Ông cho biết, một số người đang mất tích ở thị trấn này. Ông nói, chúng tôi bị mắc kẹt như chuột. Ô tô và thùng đựng rác trôi xuống đường, nước dâng cao tới 3 mét. Các bản tin truyền hình phát sóng video từ người dân cho thấy nước tràn vào tầng trên của các căn hộ, các dòng sông tràn bờ và ít nhất một cây cầu bị sập. Một chuyến tàu cao tốc chở gần 300 người đã chật bánh gặp nạn gần Malaga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông bị sốc và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân. Vừa qua, Tây Ban Nha thông báo quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm hàng chục nạn nhân thiệt mạng sau trận lũ quét nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua. Nhà vua Tây Ban Nha Philip VI đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định, chính phủ nước này sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Ông kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác khi tình huống khẩn cấp vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Sanchez cũng đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, trong đó khẳng định ưu tiên tuyệt đối là hỗ trợ người dân. Hiện lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Mưa to và gió lớn đã tấn công Tây Ban Nha kể từ đầu tuần, gây ra lũ lụt ở Valencia, miền Đông và Andalusia, miền Nam. Cảnh sát tại Valencia cho biết, vài trăm người vẫn đang mắc kẹt trên các tuyến đường cao tốc. Một số khu vực của Valencia bị mất điện và viễn thông, trong khi nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây cản trở công tác cứu hộ. Trước tình hình trên, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã bày tỏ tình đoàn kết với toàn thể người dân Tây Ban Nha. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời chia buồn chân thành nhất tới người thân của các nạn nhân.